Các bạn ơi, hôm nay em có làm món chà bưởi nè các bạn, theo công thức của riêng em các bạn, rất là đặc biệt luôn. Nó thơm, cái mùi nước cốt dừa rất là béo ngậy luôn các bạn, thêm cái mùi đường mía nữa các bạn, rất là vàng ôm luôn. Cái phần thịt thì rất là giòn và mềm luôn các bạn ơi, mời các bạn cùng xem em làm nha. Bây giờ thì em sẽ gọt bỏ cái phần vỏ xanh ở phía bên ngoài này các bạn. Gọt hết cái phần vỏ xanh nha các bạn. Trong lúc chúng ta gọt như thế này nè, thì cái phần vỏ xanh này nó có chứa rất là nhiều tinh dầu the luôn các bạn. Thì chúng ta gọt ra nó sẽ không có bị the nữa và nó sẽ giảm được cái vị đắng rất là nhiều nha các bạn. Các bạn đừng có hà tiện gọt cạn ở ngoài quá thì một hồi chúng ta bóp sẽ bị cực lắm đó các bạn. Các bạn cứ gọt sâu sâu vào một tí nha. Các bạn nếu như mà làm cái này chiên á thì các bạn cứ chọn những trái bưởi mà nó nhẹ nhẹ tay, cái bưởi non cũng được nữa các bạn. Miễn là nó có cái phần vỏ này nè, nó dày dày một xíu là được à. Xong rồi bây giờ em sẽ cắt nó ra giống như chúng ta lọc bưởi bình thường vậy đó các bạn, cắt dọc dọc xuống như thế này nè. Rồi chúng ta chỉ việc là lọc nó ra từng mảng một giống như chúng ta lọc trái bưởi ăn bình thường thôi. Giống như các bạn lọc giống như trái bưởi trước rồi chúng ta gọt vỏ xanh lại vẫn được nha các bạn, nhưng mà nó hơi khó một tí xíu thôi, cho nên em làm như vậy cho nó dễ với các bạn cũng dễ theo dõi nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tước nó ra nha, để em để lên thớt con bên. Nó hơi cứng xíu các bạn. Trái bưởi này rất là ngon luôn các bạn. Nó có một cái màu hồng rất là đẹp luôn. Vậy là xong rồi đó các bạn, rất là dễ phải không nè. Giờ em sẽ cắt nó ra từng mảng như vậy nha các bạn. Sau đó thì em sẽ tước những cái phần nó hơi sơ sơ này nè các bạn, cho nó được sạch, sạch và nó đẹp một chút. Lại mấy phần này chúng ta tước nó đi bớt. Sau đó cắt dọc dọc ra nha các bạn. Mình bổ theo cái chiều dài vậy nè. Đó, xong rồi chúng ta sẽ cắt ngang trở lại theo cái chiều tưởng tượng như hạt lựu vậy đó các bạn, nó vừa vừa vậy đó. Em cứ làm tương tự như vậy cho đến hết cái phần này luôn nha các bạn. Nó cũng dễ hả các bạn, không có gì khó đâu. Cái này dư thì chúng ta cắt bỏ. Rồi chúng ta cắt dọc ra theo từng mảng một. Dư thì chúng ta cắt bỏ. Rồi chúng ta thái lại hạt lựu. Vậy đó các bạn. Các bạn ơi, thì bây giờ là em đang ngâm nước ấm đây nè các bạn. Tại vì hồi nãy á, em xả là có khoảng là 5-6 lần với nước muối rồi đó các bạn. Em bóp thật là chặt tay luôn, xả để cho nó không có bị the và đắng nữa các bạn. Xong rồi bây giờ em đang ngâm với nước nóng pha loãng muối đó các bạn. Em sẽ ngâm đây khoảng 10 phút nha các bạn. Ngâm xong rồi các bạn vắt vắt rồi chúng ta cho nước vào xâm xấp và bắt đầu cho bột năng vào nha các bạn. Cho bột năng vào 2 muỗng bột năng đi nha các bạn. 2 muỗng rồi bắt đầu chúng ta sẽ khuấy lên để cho cái phần nước bột năng này là các bạn nó hút vào trong cái phần bưởi của chúng ta. Rồi bây giờ thì mình sẽ vắt nó nha các bạn. Mình vắt cái này thì mình vắt nhẹ tay thôi. Mình không cần phải vắt cho nó ra hết nước. Mình vắt khoảng 1 phần 3 của nó là được rồi các bạn. Đó, các bạn thấy. Mình chỉ cần vắt nhẹ cái cho nó ra một ít nước như vậy đó, chứ không cần phải vắt cho nó khô.
sẽ cho đường vào đây nha các bạn. Chúng ta sẽ ướp đường đó nha các bạn. Chúng ta sẽ để đây cho đường nó tan ra và nó thấm đều vào đây nha các bạn. Sau một hồi đường nó thấm rồi thì em sẽ tiếp tục gắt bột năng lên từ từ nha các bạn. Và chúng ta sẽ trộn đều lên. Các bạn nhớ là gắt từ từ thôi nha. Thì chúng ta cứ trộn đều lên như vậy. Xong rồi chúng ta tiếp tục gắt nữa. Cứ làm hoài như vậy. Một hồi nó bắt đầu nó ráo lại từng mảng. Cái phần nào ra cái phần đó thì được nha các bạn. Nếu các bạn xem nó tơi ra như thế này nè các bạn. Kế tiếp em sẽ cho đường mía vào đây nha các bạn. Vào cái nồi nước này là nước cốt nhì nha các bạn. Nước cốt nhất thì họ chúng ta thắng. Kế tiếp thì nước sôi rồi em sẽ cho cái phần bữa này vào. Do là em quay một mình cho nên một tay em cầm điện thoại nó hơi khó xem tí xíu nha các bạn thông cảm nha. Giờ thì em sẽ bỏ phần đậu xanh vô nha các bạn. Đậu xanh này là em đã hấp rồi đó các bạn nhìn. Em đang nghe cái mùi đường mía rất là thơm luôn á các bạn. Các bạn thấy cái phần bữa của chúng ta nó lên cái màu rất là đẹp luôn các bạn. Xin chào các bạn, chúng ta đã hoàn thành món ăn rồi. Chúc các bạn có một buổi xem video thật vui vẻ nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Em cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của em. Thì các bạn ơi, em đã hoàn thành xong cái món chè bưởi theo cách tự chế của em rồi nè các bạn. Em thấy nó rất là ngon luôn các bạn ơi. Các bạn có thấy nó hồng hào không các bạn? Rất là đẹp luôn nha. Bây giờ em xin mời các bạn cùng thưởng thức với em nha. Đây là lần đầu tiên em nấu luôn á các bạn. Em tự chế ra cái cách của em rồi em tự nấu luôn. Không biết là như thế nào đây. Nhưng mà nhìn nó cũng khá là hấp dẫn các bạn ơi. Em xin mời các bạn dùng thử với em nha. Cái phần thịt bưởi nó rất là mềm luôn các bạn. Mà nó giòn, nó dai, ngon gì đâu luôn á. Nó được phủ bên ngoài một lớp bột rất là mềm luôn. Thơm mùi đậu phộng nha. Nước cốt dừa rất là béo luôn. Có phần đậu nữa bạn. Đậu xanh nữa các con. Đúng là ngon hả. Vậy nên cái mùi đường phèn rất là thơm luôn các bạn. Nghe cái hậu nó rất là thanh luôn. Xin chào và hẹn gặp lại nha.